Càng về những tập về sau, Gara Hạnh Phúc càng khiến khán giả hài lòng vì vừa có những tình tiết hài hước, thú vị, vừa có những thông điệp ý nghĩa, nhân văn khi mỗi câu chuyện của các thành viên trong Gara Ngọc Vân đang dần được khai thác và gỡ bỏ những khúc mắc. Bên cạnh nội dung thì dàn diễn viên của bộ phim cũng được đặc biệt chú ý, nhất là khi có sự xuất hiện của ba soái ca màn ảnh Bảo Anh, Duy Hưng và Bình An. Một, Bảo Anh, bỏ phố về quê, hạnh phúc viên mãn bên vợ kém 11 tuổi. Bảo Anh vốn không phải cái tên quá xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh cun ngầu hoặc diện mạo chiến sĩ công an. Đóng Gara Hạnh Phúc là lần hiếm hoi nam diễn viên thoại rất ít vì vào vai một ông chủ bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Trái với nhiều người, ngược về chốn phồn hoa đô thị để bon chen, phát triển, Bảo Anh lại thích sự yên bình, không phô trương. Vì vậy mà dù là trai Hà Nội gốc, nhưng nam diễn viên sinh năm 1981 lại lựa chọn về quê ở vùng ngoại ô Thanh Oai để lập gia đình và sinh sống từ năm 2008. Tuy ở xa phố thị, nhưng về tiện nghi, vật chất đều không thiếu thứ gì, Bảo Anh cũng muốn tự tay sắm sửa hoặc tự làm những đồ dùng trong nhà để không gian thêm ấm cúng. Có nhiều diện tích đất nên từ cây ăn quả, rau củ đến nguồn thức ăn như gà, vịt, lợn cũng đều được Bảo Anh tự tay nuôi trồng. Thế này thì đúng là một anh nông dân đích thực rồi. Anh công an đẹp trai nhất màn ảnh hiện đang cùng vợ kém 11 tuổi và hai cô con gái sinh sống tại nơi đây và họ cảm thấy hài lòng với hiện tại. Hai, Duy Hưng, phó sở lãnh đạo luôn cưng chiều vợ, chăm con cực khéo. Vốn đã rất thu hút với hình tượng những nhân vật hổ báo, cộc cằn, giang hồ, nên khi hóa thân thành phó sở lãnh đạo Trung Châu chuyên tấu hài trong Gara Hạnh Phúc, Duy Hưng lại càng được yêu mến nhiều hơn. Thậm chí cách nói thêm ép cũng như nhiều câu thoại của Trung còn trở thành trend trên mạng xã hội. Thế nhưng, Duy Hưng ngoài đời lại hoàn toàn khác với các nhân vật anh từng đảm nhận, không nhăn nhó, không lầy lội mà lại rất hay ngại. Anh đã kết hôn với người vợ xinh đẹp, cùng hoạt động nghệ thuật. Họ vừa đón bé trai đầu lòng cách đây một năm. Duy Hưng tâm sự, vì tính chất công việc mà anh ít ở nhà, nên người chăm sóc chính cho con là bà xã. Tuy nhiên, chỉ cần trở về nhà thôi là vợ anh không phải động tay động chân bất kỳ việc gì luôn. Ba, Bình An, hành trình yêu đẹp như mơ đã đâm hoa kết trái. Tuy là gương mặt mới, lại được biết đến với vai trò là người mẫu trước khi ghi dấu ấn qua những vai diễn phim truyền hình, nhưng Bình An lại biết cách tận dụng lợi thế ngoại hình cùng sự đẹp trai không chê được để mỗi lần xuất hiện đều được nhớ mặt, gọi tên. Đặc biệt, khi lần trở lại này trong Gara Hạnh Phúc với dạng vai bé đường, nam diễn viên sinh năm 1993 đã khiến nhiều người thích thú. Đa phần các vai diễn trên phim của Bình An đều có chuyện tình không mấy suôn sẻ. Thế nhưng ngoài đời, anh chàng lại có chuyện tình cực ngọt ngào bên Á hậu Phương Nga. Họ đẹp đôi đến mức được khán giả ví như đôi tiên đồng ngọc nữ. Mới đây, cả hai đã đăng tải hình ảnh dắt nhau lên phường đăng ký kết hôn, viết tiếp trang mới cho hành trình yêu nhau 4 năm khiến cư dân mạng ai nấy đều vui lây. Ngày chính thức diễn ra hôn lễ thì chưa được công bố, nhưng cặp đôi đã không thể giấu nổi niềm hạnh phúc mà phải chia sẻ luôn bộ ảnh cưới siêu ngọt với khán giả và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Bình An viết, anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.